Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cu Khoa Vlog và mình là Cu Khoa đây. Cũng khá lâu rồi mình mới quay trở lại và quay video như thế này đúng không? Thì nhân dịp năm mới xin chúc cho những ai đang theo dõi kênh Cu Khoa Vlog thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thật nhiều may mắn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái nghi thức nho nhỏ để gửi đến cho tất cả các bạn. Và cái câu chuyện nó bắt nguồn từ cái việc đi học lớp vào ngày mùng 3. Ten ten, trên tay của mình đây chính là hai con mèo thần tài. Và mình sẽ mở bán vào ngày vía thần tài nha các bạn. Đó là mùng 10 sắp tới á, nhằm ngày là 31 tháng 1 á. Sản phẩm này chỉ có 50 con thôi nha các bạn. Và cho 20 đơn đặt mèo đầu tiên, mình sẽ giảm 100 ngàn trực tiếp vào hóa đơn. Kèm theo đó là mình sẽ lì xì ngẫu nhiên cho 20 đơn đầu tiên, mệnh giá là từ 2 ngàn cho tới 100 ngàn. Hên xui nha các bạn, mình sẽ bỏ vào trong đây nè. Đó, con mèo này là mèo tiết kiệm, sẽ giúp cho những ai mà làm hoài mà không có dư á các bạn. Còn cái con mèo bên đây các bạn thấy nó đang vẫy vẫy không? Đó là mèo vẫy khách và nó có khả năng thu hút khách hàng về cho cái cửa tiệm của mình. Những linh vật này các bạn đã được trì chú bởi những các thầy chuyên làm về bùa may mắn hoặc là thu hút tài lộc á. Và những cái linh vật may mắn như thế này khi mà được trì chú vào ngày vía thần tài, thật sự nó rất là linh nghiệm luôn. Các bạn hãy vào Shopee bếp nhà Win hoặc là nhắn tin qua Zalo số 0333701492 bếp nhà Win để mà đặt hàng ha. Còn nếu không á, các bạn có thể nhắn tin qua số điện thoại 0768787621, đó là Zalo Cu Khoa. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Thì cái ngày mùng 3 vừa rồi á, là mình có đi họp lớp. Nhưng mà vô tình thôi, mình mới không thấy sự có mặt của cái con nhỏ bạn thân của mình hồi cấp 3. Hồi trước là hai đứa ngồi kế bên á. Thì mình mới hỏi, thì mới biết rằng là nó đang gặp một cái chuyện. Và sau cái buổi đó, mình có về mà mình có gọi điện mình hỏi nó, thì nó mới kể với mình rằng là do trước Tết á, nó đi làm đẹp. Thì chắc là tất cả các bạn nữ trước Tết cũng phải điệu đà một chút đúng không? Thì con nhỏ bạn của mình cũng vậy. Khi mà nó đi làm tóc á các bạn, nó có nối một cái đoạn tóc. Thì kể từ khi mà nó nối cái đoạn tóc đó xong á, về nó bị nhức đầu. Nó nhức đầu mà nó uống thuốc không hết luôn. Theo lời nó kể thì những cái cơn đau đầu giống như là có ai đang cầm đinh mà đóng vô trong đầu vậy đó. Làm cho nó rất là khó chịu, rất là đau và sốt mấy ngày liền luôn. Kể từ khi mà nó nói cái đoạn tóc đó xong á, về là nó nằm liệt giường luôn á mọi người. Và sau khi mà mình nghe được cái điều đó xong á, thì mình hỏi nó là trong cái lúc mà đau đầu như vậy á, thì có ai có nghe ai nói hoặc là có thấy cái điều gì lạ hay không, ví dụ như là thấy linh hồn hay là thấy ma quỷ gì đó. Nó nói là không, nó chỉ thấy là đau đầu và nó chỉ có cảm giác là có ai đang nhìn nó thôi, nhưng mà nó không thấy gì hết. Thế thì nghe xong như vậy á, mình mới nói nó rằng là ủa thế tại sao mày bị vậy mà mày không gỡ cái tóc mày ra đi. Đó, nó kêu là tại vì tao bệnh dữ quá cho nên tao cũng mệt mỏi chưa có đi được. Cái mình mới nói là thôi bây giờ mày cứ ráng làm sao mà gỡ được cái đoạn tóc đó ra đi và đem đốt đi, nhưng mà hãy chừa lại một đoạn để mà chiều nay tao ghé tao lấy để về tao làm cái này cái đó. Và đây, đây chính là cái đoạn tóc mà mình đã xin nó đem về nè các bạn. Các bạn thấy không? Mình gọi điện lại, mình hỏi nó thì nó kêu là nó nhẹ nhõm đi phần nào rồi, đỡ nhức đầu hơn. Và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái đoạn tóc này để mà làm một cái nghi thức cho các bạn xem về cái việc mà sử dụng tóc của người chết á, thì sẽ như thế nào nha. Để mà làm cái nghi thức này á, ngoài cái việc mà mình phải có cái đoạn tóc là cái vật quan trọng nhất, thì ở đây, đây là cái đoạn tóc. Ngay chỗ này á, là mình có buộc một miếng băng keo lại á, mọi người, cho nó khỏi bị bung ra nha. Cái thứ hai là mình có đem theo, đây là gạo. Cái này á, là để lát nữa làm cái đế để mà cắm nhang á mọi người. Và đây, các bạn biết đây là gì không? Đây là nhang. Nhưng mà ở trong đây có 9 cây nhang. Thì các bạn có thể đếm nè, nè 3 nè, 4, 5 nè, 6, 7 nè, 8 nè, 9 cây. Thì lát nữa mình sẽ cắm như thế này nè. Đó, thấy không? Khi mà mình làm nghi thức á, mình sẽ cắm như thế này để mà mình có thể gọi được cái phần
linh hồn ở trong cái đoạn tóc này lên ha. Ok, ngoài ra thì mình có đem theo một cái lá bùa để mà mình mở khẩu, và một cái máy dò. Đây, cái máy dò ha. Yeah, đó. Hiện tại thì chưa có gì đâu. Thì mình tắt nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm một cái nghi thức, và để xem coi liệu rằng là ở trong cái lọn tóc này nó còn một phần, gọi là một phần vía các bạn, người ta hay gọi là ba hồn và chín vía. Thì mình xem coi liệu rằng ở trong cái tóc này nó có còn chứa cái vía nào của cái chủ nhân của cái đoạn tóc này hay không nha, để nó khiến cho nhỏ bạn của mình nó cứ bị nhức đầu và nó làm cho bị sốt hành này nọ các kiểu á. Rồi bây giờ mình sẽ làm luôn ha. Nghi thức sẽ bắt đầu bằng việc là mình sẽ đốt nhang và đốt đèn cầy lên, rồi chuẩn bị làm ha. Đây, mình tạm thời là mình sẽ để nó như thế này nha mọi người. Đó, bây giờ đốt đèn cầy lên cái đã. Rồi. Và đây, mình sẽ dùng cái này để mà mình làm phép lên trên cái đoạn tóc. Các bạn có thể nhìn ha. Như thế này các bạn sẽ nhìn rõ hơn nha. Rồi, cắm vào đây. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ gỡ cái miếng băng keo ở trong cái tóc này ra nha các bạn. Đó. Cái mục đích mà cột vô như thế này là chỉ để cho nó giữ cho tóc nó khỏi bị bung ra thôi, chứ không có gì đâu. Miếng băng keo bình thường thôi. Đây, đây là cái đoạn tóc nè. Bạn thấy không? Tóc của đây rất là đẹp luôn nha. Tóc đẹp như thế này hèn chi mà người ta đi nói tóc ha. Không biết là mọi người ở đây có ai đi nói tóc chưa ta? Bạn nào mà đi nói tóc rồi thì comment bên dưới cho mình nha. Ok. Thì bây giờ mình đã ấy nó lên như thế này rồi. Rồi, tiếp theo. Một cây. Thấy là mình đã chuẩn bị cái này rồi. Và bây giờ mình sẽ đặt nó ở đây đi. Đặt ở đây cho mọi người thấy ha. Rồi, bật lên. Đó. Rồi, mình sẽ để nó ở đây. Thì khi nào mà có cái tín hiệu của linh hồn á, nó sẽ chớp đèn giống như những cái kỳ trước mà mình làm á mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy từng sợi tóc ra. Đây, sợi tóc này có vẻ rất là mảnh. Này, để mình gom gom lại cho các bạn thấy rõ. Không biết các bạn thấy được không ta? Đó, cái sợi tóc này rất là mảnh luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ đốt nè. À, các bạn thấy không? Tiếp nha. Mình đốt đến khi nào mà nó cái máy của mình á nó sẽ sáng đèn lên thì lúc đó là cái linh hồn nó đã xuất hiện nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành đốt nha, để mình gom gom lại. Rồi đây, cho nó dài dài ra rồi mình đốt á, các bạn mới có thể thấy được từng sợi tóc ha. Rồi mình sẽ đốt ở bên này đi nè. À, nóng quá các bạn. Cái sợi tóc nó cháy á. Rồi tiếp nha. Cái máy nó vẫn chưa có tín hiệu gì hết. Nè đây, mình dò lại thành một cục như thế này nè. Các bạn chắc là mọi người thấy rõ đúng không? Nè. Nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đốt tiếp nha.
Khói quá. Nó vẫn chưa có tín hiệu gì hết. Đây là lần thứ 21 mình rút tóc nha các bạn. Một lần mình rút chắc 3-4 cọng á. Và mình đốt, tuy nhiên là vẫn chưa thấy có cái hiện tượng gì hết. Ây da. Hay. Chắc là mình sẽ thử lấy một ít gạo ở trong này. Này. Mọi người có thể thấy gạo ha. Bây giờ mình sẽ rải vòng vòng ở cái khu này coi. Coi có cái hiện tượng gì hay không nha các bạn. Mọi người có thể thấy ha. Sau khi mà mình rải gạo lên xong thì có một cái dấu hiệu gì nè. Đó, mình đang để cái này nó ở dưới đất luôn á các bạn. Mình không hề cầm nó lên luôn á. Mà nó cứ chớp 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 chớp. Ôi ôi ôi. Ok ok. Để mình cầm nó lên đây. Đây mình cầm lên cho các bạn dễ thấy hơn ha. Nhưng mà các bạn nhìn kìa. Hình như nó có một cái gì đó nó kéo cái tóc ngoặt ra ngoài đằng sau luôn. Ok, bây giờ để mình đi qua ngoài kia mình bật cái camera hồng ngoại lên cho các bạn thấy ha. Mình đã set up cái camera hồng ngoại, nó nằm ở phía bên kia cả các bạn, và nó sẽ chỉ thẳng vô trong đây luôn ha. Thì khi mà mình đi qua bên kia để mà mình set up lại á, khi mà quay trở về á, mình thấy là cái tóc này nè, nó xém chút xíu nữa là nó dính vô trong cái nhang á, nó sẽ làm cháy tóc á, cho nên mình đã về ra. Và các bạn thấy không, cái lá bùa của mình nè, nó cũng đã bị cháy xém bởi nhang rồi á các bạn. Nhưng mà còn một điều nữa mình muốn cho các bạn xem, đó là cái tín hiệu của cái máy sóng của mình á, nó cứ chập chờn luôn. Ok, thì khi nãy á, là mình sực nghĩ đến cái vấn đề là tại sao cái tóc nó lại rung rung. Phải chăng là có một cái linh hồn nào đó. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái camera mà mình đang quay nè các bạn. Đó, mình đang quay cho các bạn á, xem cái chế độ xem được cái camera bên kia nha. Rồi. Rồi, thì hiện tại là mình đã thấy được cái hình ảnh chiếu từ cái camera đó ra ngoài chỗ này. Và đây trên cái điện thoại của mình đã kết nối với lại cái camera ở bên đó để có thể thấy được cái hồng ngoại ở bên đó nha. Tại vì xa quá cho nên mình sẽ không thấy được những cái hình ảnh ở bên đó, cho nên bắt buộc mình phải kết nối với cái điện thoại này để có thể nhìn được cái hồng ngoại ha. Thì để mình xem coi, vẫn chưa thấy được cái gì hết đó các bạn. Khoan khoan từ từ, hình như có cái gì đó nó mờ mờ rồi. Ok. Thực ra là mắt của mình hiện tại mình nhìn trực tiếp ở đây mình không thấy cái bóng gì hết. Tuy nhiên là trên camera hồng ngoại đã phát hiện được một cái gì đó rồi. Mình đang thấy nó đang rất là mờ. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Các bạn có thể thấy là cái tín hiệu của mình càng ngày nó càng chớp rất là nhiều ha. Ok, bây giờ mình sẽ tắt nó đi, tạm thời tắt nó đi đi. Để phía bên này. Bởi vì mình đã thấy rồi. Và có phải đây là tóc của mình không ạ?
Đây có phải là tóc của chị không ạ? À? Cho em hỏi có đây có phải là tóc của chị không ạ? À? Không có phản ứng gì hết á các bạn ơi. Dạ. Mình thật sự là không biết là chị muốn gì nữa. Nếu mà là tóc của chị thì xin chị hãy biến mất và xuất hiện lại một lần nữa ạ. Dạ. Mình có đem một cái dây màu đỏ các bạn. Đây, mình có đem theo một cái sợi dây màu đỏ ha. Nè, các bạn có thể thấy nè. Đó. Và để em cột tóc lại cho chị nha. Mình sẽ cột hình cái nơ luôn nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy mình sẽ cột thành một cái nơ luôn. Đây là cái tóc sau khi mà mình đã cột lại hình cái nơ nha các bạn. Và mình sẽ để nó nằm ở ngay đây đi. Nằm ở trên này nha. Ok. Dạ rồi. Thì em cột lại tóc của chị. À, xin lỗi chị, lúc nãy cái nhang á, nó cháy á, làm bứt hết một đoạn của mình nè. Dạ, để em khai khẩu cho mình luôn nha. Khai khẩu. Quên, nãy giờ mình quên khai khẩu mà mình lại cứ đi hỏi hoài. Chắc tại lâu quá rồi không làm nghi thức luôn nên quên đó, mọi người thông cảm nha. Chị ấy vẫn không nói gì luôn á các bạn. Hình như có vẻ là chị ấy không giữ được cái linh lực á, cho nên nó cứ thoát ẩn thoát hiện á các bạn. Và nếu mà chị mà muốn lấy tóc của mình lại á, thì chị hãy biến mất và xuất hiện lại một lần nữa đi. Để làm cái tín hiệu cho em biết là chị hiểu những gì em nói à. Dạ rồi. Vậy để em đốt cái tóc của mình đi ha. Và đốt luôn cái sợi dây buộc tóc của mình. Thì các bạn cũng đã thấy rồi là mình mới vừa hỏi chị đó là nếu mà có muốn lấy lại tóc á, thì hãy biến mất và xuất hiện lại. Thì chị đó cũng đã biến mất và xuất hiện lại rồi. Mình đã cố gắng khai khẩu cho chị đó để mà mình muốn hỏi thêm một số thông tin. Tuy nhiên là chị vẫn không nói được. Thì cái này chắc có lẽ là do một cái thế lực nào đó làm cho chị không nói được, hoặc là do cái bùa của mình nó không thiêng. Còn cái điều thứ ba nữa có lẽ là do chị không có biết nói lúc còn sống. Ok, thì theo nguyện vọng của chị á, là mình sẽ đốt
luôn cái lọn tóc còn lại cho chị đó nha các bạn. Thì thật ra chị cũng không có muốn đòi tóc đâu, theo mình nghĩ là vậy. Tuy nhiên là nói chung là có thể là lúc còn sống chị đó đã bán tóc của mình đi, và khi mà mất đi thì chị đó thấy tiếc, cho nên muốn quay lại để mà xem coi ai là người sở hữu cái tóc của mình, và khi mà đeo cái tóc của mình lên trên đầu thì nó sẽ như thế nào. Thì mình nghĩ là vậy, tại vì mình muốn biết thêm một số cái chi tiết nữa, nhưng mà mình hỏi thì chị đó không nói được, cho nên mình phỏng đoán như vậy thôi. Không biết là các bạn có đồng ý với ý kiến của mình hay không thì comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ đốt cái lọn tóc này đi, trả lại cho chị đó nha các bạn. Dạ bây giờ em sẽ đốt cái này cho chị ha. Mình sẽ để ở ngay đây nha các bạn. À, để xích qua đây chắc là nó sẽ dễ hơn ha. Đây. Đó, để ngay đây để cho dễ thấy hơn. Okay. Rồi. Em xin trả lại tóc của mình ha. Dạ em xin trả lại tóc của mình ạ. Rồi chắc là mình xin kết thúc cái video ở đây. Qua cái nghi thức lần này á, chắc hẳn là mọi người cũng hiểu được phần nào về việc mà sử dụng tóc của người chết á, là nó như thế nào đúng không. Thực ra là cái linh hồn của cái chị này á, không hẳn là về để mà đòi tóc đâu các bạn, mà cái kiểu giống như là họ đã bán đi cái tóc đó cho một cái tiệm nào đó, thì vô tình khi mà bán xong á thì họ gặp một cái xui xẻo, một cái tai nạn nào đó làm họ mất đi, và khiến họ muốn xem coi ai là cái người đang sở hữu tóc của mình, và họ chỉ đứng nhìn thôi. Và vô tình cái âm khí khi mà họ xuất hiện á, làm cho những cái người nào mà có dương khí yếu yếu á các bạn, thì dễ bị thứ nhất là nhức đầu, chóng mặt, rồi gây ra các bệnh này nọ đồ đó. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình từ nãy tới giờ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nha.